Hơn 1/2 cử tri đảng Dân Chủ không nghĩ rằng Tổng thống Joe Biden nên tái ứng cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trong khi đó, đa số thành viên đảng Cộng Hòa cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump nên tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai và cũng tin rằng ông sẽ thắng cử nếu tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Điều này cho thấy ông vẫn được những người ủng hộ trong đảng xem là lãnh đạo của đảng Cộng Hòa. Theo cuộc thăm dò của USA Today, mặc dù đánh giá cao ông Biden, 79 tuổi, về một số khía cạnh như kinh nghiệm chính trị, nhưng khoảng 56% trong số hơn 1.000 cử tri đảng Dân Chủ được thăm dò cho rằng Tổng thống đương nhiệm nên từ bỏ và cho phép một ứng cử viên khác tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2024. Liệu ông Biden có tìm kiếm nhiệm kỳ tổng thống thứ hai hay không là chủ đề được nhiều người đồn đoán trong nửa đầu nhiệm kỳ của ông. Nhiều thông tin về việc ông Biden nộp hồ sơ tái tranh cử xuất hiện vào hôm 30 tháng 8, nhưng một nguồn thạo tin nói với Fox News rằng việc nộp hồ sơ chỉ là bản cập nhật đơn giản do một thành viên của Ủy ban Tổng thống đảm nhận công việc trong chính phủ. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 30 tháng 8 chỉ trích những lời đe dọa bạo lực nhắm vào Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI sau vụ khám xét dinh thự của người tiền nhiệm Donald Trump. Ông Biden nói trong một chuyến thăm tới thành phố Woodbury, bang Pennsylvania hôm 30 tháng 8, thật kinh khủng khi chứng kiến các cuộc tấn công nhắm vào FBI đe dọa tính mạng của nhân viên thực thi pháp luật và gia đình họ chỉ vì họ thực hiện chức trách và nhiệm vụ của mình. Pennsylvania là một bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới và trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo. Lời chỉ trích của ông Biden được đưa ra khi những lời đe dọa nhắm vào Bộ Tư pháp và FBI của người ủng hộ ông Trump vẫn tiếp tục gia tăng trong thời gian gần đây. Các quan chức cảnh báo về sự gia tăng các mối đe dọa chống lại đặc vụ liên bang sau vụ khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida hôm 8 tháng 8. Trong những tuần gần đây, ông Biden phần lớn đã phớt lờ các cuộc thảo luận về cuộc điều tra khi Nhà Trắng cho rằng Bộ Tư pháp hoạt động độc lập, dù nguy cơ tiết lộ thông tin nhạy cảm có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.